Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị thưởng thức khuyến thiện. Lời khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ. Đây là quyển thứ năm mà Đức Thầy đã viết năm 1941 tại chợ Quán, dài 756 câu. Quyển này khởi đầu bằng câu băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn và chấm dứt bởi câu ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Trân trọng kính mời cùng thưởng thức. Nam mô A Di Đà Phật. Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn theo đòi nghiên bút luận bàn tục tiên. Ta là cư sĩ cánh điền, lo nghề cài cuốc cùng chuyên tu hành. Xa nơi tranh đấu ơi lời danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chiêu. Gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục mi tâm lìa coi mê. Chỉ toàn gieo giống Bồ Đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương. Dạy khuyên những kẻ ngộ ngang, biết câu lục tự dình đàn tư ân. Ở trần xứ trọn nghĩa nhân, quyết làm tội Phật gợi thân liên đài. Cầu cho mối đạo hoằng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi ơi Phật an thân, kẻo kiếp mưa phong mì trần dài gió vàng sương. Phật đài phương phất cười mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu. Từ bi hoài lực nhiệm sâu, độ con thoát chốn ưu sầu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lượt tả sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng diệt thân âm. Trần gian sai đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu, nghe rành
chánh pháp thoát tà dâm. Phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tình trí tu thân khỏi lạc lầm. Hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Chuyên chú nghĩ suy từ nét dâu, cổ công gìn giữ tánh thuần lương. Lòng quảng ái xót thương nhân chung, bụi lỗ lăng Phật giáo suy đồi. Kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi, mà sớm kể chiều kinh thông thà. Mình đã gặp con thuyền bác ơi, nhà ơi có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng qua. Nền đại đạo lưu thông khắp ơi, cả ơi bậc tiên hiền đều trong Phật gia. Rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tận. Sao nhầm bụi phong trào tân tân, đua chen theo vật chất văn minh. Nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thoát khổ. Thêm còn bị lắm phen dòng tố, lời tà sư ngoại đạo gieo vào, cho những sanh trong dạ nung nao, chẳng gìn chặt cương xưa mạnh mẽ. Dùng thế lực dùng nhiều mánh ơi, khóe cám dỗ người đặng có khiến sai. Chúng nằm không hướng của quanh tài, để khốn khổ mặt ai trối kề. Mắt thấy rõ những điều tội tệ, tai thường nghe lắm dòng ru người. Thêm thời này thế kỷ 20, cố xô xẹp thần quyền cho nghĩ hết. Người nhẹ dạ nghe qua mê mất, rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh, được lợi quyền lại được vang danh. Bài xích kẻ tu hành tác phước, làng sống ấy nhiều người đón ơi, rước dục dân tâm sôi nổi tràn trề. Cổ tục nhà phỉ bán khinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc phiền. Ai ném vào ắt là phải nghiền, chẳng còn lo trăng vỏ đấu chinh. Lấy sắc thần dẹp mi nổi bất bình,
bỏ đức tính của câu nhân hoàng. Dầu ai có đền gan sắt cây đá, cũng động lòng trước cảnh ngựa nghiêng. Đạo diệu màu gặp lúc trung chuyên, phận môn đệ phải lo dung quen. Tầm sức nhỏ còn làm nên, đi kéo người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tín nữ thiện nam Phật giao. Nên cố gắng cao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm thinh sắc, tướng lo chấn hưng Phật pháp mới là. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đau. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông mi thạo, những phân cùng bổn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyên nhân Phật giao. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ sáu, trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt nghi lập tam thừa, thở Trung Quốc nhà Châu Diêu Đê. Bên Ấn Độ thành Ca Tùy La, về có đức vua Tịnh Phạn nhân từ. Khắp thần dân lạc nghiệp an cư, trên chúa thẳng tôi ngay phò ta. Đức hoàng hậu má gia phong mi nhã, sắc đẹp vườn ngọc mi thố khi qua cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bệ tâu cùng thanh nữ thường. Rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng, của hoàng gia cũng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn, dưỡng tâm trí lần sang thế trượt. Chẳng phiền kẻ hầu sao đón, trước chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn lòng lâu, tập đức tánh khoan dung đại đồ. Tránh tất cả những điều thôi lỗ, chẳng ưa gần kẻ bào gan tàn. Thiếp cúi đầu ngưỡng vọng thiên nhan, phê cho thiếp những điều sinh ấy. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chuẩn y tòa ý vừa lòng. Bà tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Lòng yêu dân vi như con đòi, tội giảm tha đôi giúp cơm tiền. Cứu dân nghèo trong lúc đạo điên,
lấy đức rộng bủa trong bãi tanh. Vua hứa chịu giúp người đói ơi lành, bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thanh gió mát thảnh thơi, tuyết hòa thuần khắp nơi quá nở. Đức hoàng hậu trong lòng hớn ơi hở, giấc chiêm bao bà thấy lạ lùng. Bạch tượng từ ở chốn không trung, bỗng xa xuống mình bà hối hả. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mới ơi lại, khắp phòng quê thơm nức mùi hương. Bà ráo chân bèn bước ra giường, truyền thị về thỉnh vua lai đao. Vua ơi lời đến nơi qua, thảo lại gần bà sao rất quái kỳ. Tay chân bèn run rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiếng thần tiếng trên không mưa cay trời, rằng ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng. Sao người ấy lập nên đạo cả. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu ma gia. Có việc chi dội dã dời ta, khá nói lại đầu đuôi tường tất. Bà thuật rõ chim bao trong giấc, xin vua dời ít nữ kè bàn dùm. Các thầy bàn được lĩnh vào cung, nghe xong xả tâu rằng điềm quy. Ngài thấm thoát đông qua hạ chí, bà trổ xanh thái tử đẹp tươi. Mặt trang nghiêm khi phách hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng rỡ. Họ thích ca từ đây cũng mới ngờ, sẽ có người nối nghiệp hoàng gia. Liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta, cả triều chinh treo hoa yến ầm. Có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ. Lòng thẳng ngay chẳng có gì tư, đời thanh tịnh dình theo đạo ly. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ thâu mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn tiên, A Tư Đà tiên hiện tên Lào. Thời buổi ấy vua ơi người đạo, bèn vào chầu tâu trước bề rồng. Xin vua cho ông bước vào trong, được ý kiến tử hoàng luôn thề. Ông xem xong bỗng liền xa lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt mới ra lời.
thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rò. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng tứ hoàng chừng được thành nhân, lìa đền đài khổ cực chẳng sờn, tìm đạo lý giác diệu sanh chung. Ngài sẽ được thế gian ca tụng, chắc phận Ngài quả Phật dễ tròn. Buồn vì tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thông ơi thiết, nhờ Ngài mà việc nẻo luân hồi. Vô phước nên tuổi bấy phần tôi, chớ chẳng có điều chi lo ngày. Đức hoàng hậu đến ngày thứ bảy, dứt nợ trần nên dội quy tiên. Có bà gì thay thế mẹ hiền, dùm săn sóc trong nôm thái từ. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc cứ vào trường chẳng học cứ mà thông. Buổi trưởng thành vua vẫn hằng mong, cho thái tử đừng lìa cung điện. Hồi triều đình các quan lựa tuyển, nàng vu gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm trò. Cất đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lời là. Lòng thái tử cũng không siêu, ngã ra khỏi đền du hoàng một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gầy trông. Ngài xem qua lòng bèn cảm ơi đồng, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau. Xét cõi trần trong mưa già héo sao, chi xiết nổi nũng nào cõi tạm. Lần thứ ba xe lìa khói ơi tràm, được trông nhìn kẻ chết đang khiêng. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tầm phương dài thôi. Lần thứ tư vừa đi vào mắt, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào về đâu trời đã ứng điềm, giả tăng sĩ gửi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau. Liền hoài xe trở lại lai trào, xin vương phủ lánh xa mùi thê.
vua buồn tham dùng lời khóc cười kể rằng cha già biết cơ cày nhờ ai khuyên con nên ở chốn điền đài lo nỗi nghiệp sao tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý ơi muốn thừa đêm khuya lén trốn vào rừng lìa cha già vợ đẹp con cưng thân chẳng xa sông pha bờ bồi. Ngày thuở ấy nên 19 ơi tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì trải bao phen lao khổ xiết chi sau ngày đến rạch ni liền thiền thấy có qua cảnh bác cứ tham thiền ngồi khổ hành sáu năm bên nay đạo gần đắc má vương theo khuấy dùng thần thông nghị lực dẹp mi tan ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phố trương độ chung. Ngài bèn xét ở trong mi Phật chung mi các chúng sanh đều có như ta bị vô minh vọng tưởng giải tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chung thuyết phương tình đổi đặng giác diệu tất cả chúng sanh nếu như ai cô chỉ làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ xúc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dường. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Xét cõi trần sống khổ vạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc cười lại, ta bà khổ ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tộc chỗ tịnh độ vui tịnh độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Vì phần ta rất yêu mến nơi đạo, chẳng nể chi trí xiển tài sơ. Lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tính rỗi nhàn xem mưa xe. Dứt mê tâm dứt điều hận ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Thường trao dồi chỉ hướng cao thanh,
cho khỏi thẹn con lành Phật giao. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp mi lại tám phần, bởi chúng sanh mang lây xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Bụi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói giường treo lòng bồng. Ta kể sơ những điều bi thống, mẹ nó cơm chật chội khó khăn, khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Đoạn lão khổ thứ nhì xin kể, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân, hết tráng cường đến lúc mòn thân, răng lần rùng lưng cong gối mỏi, nằm đi đứng đỡ nâng chống ơi trời, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhăn, đeo hành phạt xác thân ô quê. Bởi thời thế chuyển xây biến, thề thêm muốn ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh phát ra, thân trần trọc hôn mê nhức nhối. Cơn bệnh hoạn càng không tránh nơi nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia, rồi từ đây đến lúc chia lìa, đoạn tử khổ thứ tư phân dài. Trên dương thế hữu hình tắc cười hoài, có sanh ra khổ hại đâu chưa, trải bao phen dài gió dầm mưa, ngày kiệt sức quyền thân tan nát, gần hấp hối tâm thần sao xác trí dẫn dơ kính sợ vô cùng, rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát luật tuần quần. Dầu ân nơi cùng khóc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm mới tỏi, cầu chẳng thành những việc thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hậu sinh là lụa, không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đào điên, vậy có phải khổ hay là chăng?
Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người mình thương bóng lại chia lìa. Khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chuông xót. Ở thế gian mấy ai thoát cây lọt, nợ gia đình đeo đắm căn duyên. Cơn nguy nghèo thân thể trung chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mày. Cuộc tan hiệp hiệp tan ân ái, đến sông đời để lại sầu ưu. Cái khổ này giàu lắm trí mưu, cũng chung chịu như người tâm tôi. Đoạn thứ bảy khổ hoàn tăng ơi hồi, hễ thương nhau tất kỳ có ghét nhau. Thường tranh đua tiên thấp lời cao, chẳng nhẫn nhịn thành ra cừu quan. Muốn tránh xa đừng trong tâm vàng, cứ gặp nhau mắt tựa kim châm. Làm cho người đau đớn âm thầm, khổ như thế diễn ra mãi mãi. Đoạn thứ tám ưu sầu lo ngại, cuộc tan thương dấu bề cánh trần. Nghèo thì lo một mi nồi nơi nần, lo đau đói liệu cơn nhà rách. Buồn viên số phận mình nhớ sạch, rầu gia đình chúng bạn khinh cười. Giàu thì lo chèn lân với người, miễn cho được đầy rương đầy tô. Của dương thế góp toàn bảo ơi thù, sợ gian phi trộm cướp mưa rình mò. Lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ khó thiếu tiền chăng trà. Ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say. Chẳng tu thân đặng vừa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen bao. Thần thức nhập thái sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lao. Thể thanh tịnh thường không quyên náo, hết lo toàn nắng lành gió mưa. Khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đao vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất cứ việc trường tồn. Tử thần kia đâu giam giác hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ từ.
cuộc y thật muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hai chúng thái đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắng đo. Dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chữ hòa thuận kể sao cho, xiết tâm đồng nhau thương thiện vui vầy. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngà. Sẵn vị ngôi rành phân thượng hạ, khỏi khổ cầu khoan ghét cứ gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết rạc rào, chất thô trượt tiêu tan mất cả. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tim lung dầu mòn, thân tứ đại của người cùng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẻo ơi, trễ đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hận hờ, chừng quả đến e cho khó nghĩ tranh. Môn tịnh độ là phương cứu ơi, cánh ráng phụng hành kéo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quan nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh nữ chung. Trong một nước nhân tài hữu ơi, dùng kẻ tu hành đa phước thì nên quyết cao thần tánh hành cho bền. Niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ, áo sen bao Tây Phương đôi nở. Chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm. Được tâm phát Bồ Đề dừng chắc, giữ đừng cho ma dương dần giác. Thường nhớ câu đại lực đại hùng, thắng thất tình giữ vẹn đạo trung. Trừ lục dục chớ cho ô nhiệm, thập tam ma diệt bằng trí kiếm. Rứt xong rồi vô sự thành thơi, biển hồng trần lao lý diệu vơi. Xô đẩy mãi trong dòng ngô trượt, thân hôi tanh mũi rồi đón ơi. Rước thêm nhọt u ghẻ lát phong cùi,
đâu lúc nào toàn vẹn yên vui. Là kiếp trước ta xin kể trước, dòm việc quấy ngắm điều bao ngược mắt trông vào những chỗ đê hèn. Nào được xem cảnh báo đài sen, nghĩa kiến trượt giải ra như vậy. Trí vẫn giờ tưởng đó nhớ đây, thuyết mưu kế toan bề thắng thôi. Ghi thù khoáng chương điều đáp với đối, nên mà phiền não trượt đắm say. Ý thù quán chương đều đáp bơi đối, nên mà phiền não trượt đắm say. Chuyển luân trong nhân vật các loài, căng mờ ám làm điều dài dột. Chúng sanh trượt ta đà kể ơi nốt, còn thứ năm là mạng trượt trung. Số giàu sang quả phước bần cùng, giàu qua nguyệt thung dung cầu thờ. Ưa đẹp mắt mến điều mới ơi là sáng hoài quyền hối ở lộ gần xa. Nghèo á vua bỡ đỡ nịnh ta, khó trộm cướp cũng là nhớ sâu. Nguyện cùng Phật dứt duyên trần ơi câu, phải trừ thêm thập ác quyền thân. Khuyên nữ nam suy nghiệm ân cần, ác nơi khẩu nhất là lương thiệt. Với người này dùng lời thay thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Khá chừa đi hương đàn bớt rầy, dùng sự thiệt giải bài tâm tri. Người choáng nhau tại mình gia, gì mà cũng không hướng được lời danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. Ác thứ nhì ấy ngôn chất ơi chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo dài. Của tiền nhiều tư phú rằng hay, chủ ý thế nhiếc xài kẻ vui. Lắc léo chỉ có ba tấc cơi lưỡi, hoàng ỷ khôn mạt sát cơ dân ngu. Nghèo ỷ lanh lão sược lu bù, ôi thay thế lòng đau tờ cắt. Khuyên ba tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không mấy khác.
chúng vô phước đời này dốt cơi nát, người khôn ngoan chỉ dần mới là. Lời Trang Nghiêm êm ai thốt ra, đừng bao biếm mới là nhân thiện. Tới ác khẩu thứ ba bài biện, tiếng tục mưa tằng thô lỗ hung hăng. Nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thao hiu. Hâm đánh giết những người hèn yếu, hiếp xóm chòm cô bác chẳng kêu. Trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thanh. Chẳng kiên nể Phật trời thương canh, cõi lòng cũng mời thịnh tối ngày. Đời ám u tội trạng tham thay, khuyên bá tánh bá già ráng bò. Gương tổ phụ còn roi lại đó, sao không theo nề nếp gia phong. Chữ thánh thần đâu có mất lòng, mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng mới rặt, những đàn bà khe khắc cháu con. Kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ác mang tay ách. Lửa lời tiếng dịu dàng trong mi sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đâm. Ác vọng ngữ thứ tư cũng hơi cấm, nói thêm thừa quyển nghi hoặc đủ điều. Ghét người thời kiếm chuyện dệt thiêu, thương viện lẻ thấp cao bào chưa. Đời bất công mấy ai xem, sửa trên điêu hoa dưới chẳng nghi phục tòng. Quyền nhân sanh lấy lẽ chí công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật tự bi độ trong má nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dưỡng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó trước. Người dương thế chẳng ngừa bóc cười xước, nghi Phật thần nào gần kẻ sao ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài căn. Người hiếu rành mới càng thêm mi trắng, chi bằng ta bỏ lôi trớ trêu. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng tráo chát cho người khinh về. Ác tà dâm thứ năm càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thế thần. Làm đảo quyền tất cả quốc dân,
Tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thảm ơi tràn. Từ xưa nay trời đất cứ đâu dung, giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lấn thế dâm ô dân khó. Trai liều lĩnh điều này nên đi bỏ, đừng phá trình hại tiếc nữ nhân. Gái lặng lơ tiếng quyền lời đời, qua có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi, hỡi bỏ những điều điểm nhục tông môn. Đừng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nói ơi, chỉ những mẹ hiền dâu thảo rồi truyền. Niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi dông. Thờ Phật đạo tính cơn ác kỳ mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kể lời kinh, ác thứ sáu ấy là đạo tặc. Lấy của người sắm ăn sắm ơi mặc, chẳng kể công nước nghi mắt nghi mồ hôi. Phá lương dân già luôn bồi hồi, ngày làm lung đêm lo gìn giữ. Trốn pháp luật tập tành đủ ơi, thứ nào đào tường khoét vách khuân đồ. Tôi chấp chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay đuốc quệ từ bi đã rọi vào thâm tâm những kẻ gian phi. Hãy tu thân chừa thói vô nghi, của phi nghĩa làm chi sống truyền. Luật nhân quả thật là cao, viễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thà. Ác thứ bảy sát nhân gây già, tánh hung hăng đầm chém chặt bầm. Chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tai hà xa. Viết đến đây động lòng rào ơi rạc, gắm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành xác nghi phù. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ trò, giết thầy tội ấy đáng không. Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé.
Cũng hiếm lúc con còn giết cơi mẹ, dành của tiền cốt cơ nhục giết cơ nhau. Tranh lợi danh giết lần đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết sanh vật đầy lòng kêu cách, tưởng rằng mình như thế là quan. Khuyên bá già bá tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Bớt giết vật đắng mà cúng ơi tế, gắm thánh thần đâu có tư riêng. Rủi ốm đau bởi tài cắn tiền, hoặc hiển kiếp làm điều bao ác. Phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời. Nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xa. Đấng thần minh công bình trực cơ giả, đâu ăn lo đổi quả làm mai. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ưng. Chẳng biết thân còn toan chưa, đừng quả bất ngư lành chưa trả dai thêm. Cầu cho đời sống lặng gió êm, đặng bá tánh an nhàn tu niệm. Ác thứ tam là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân vinh, tham vườn ruộng cò bay thằng kiên. Thấy của người thèm khô nước cơi miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, dầu xấu tốt cũng là dồn chưa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy, xưa của thế trần như mật dính dao. Trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn, nhân nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm trơi một xác, gặm kim tiền bội bạc bất cứ tài, không làm cho ta được sống dài, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà ơi trước, lo dung trồng cội phước về sau. Muốn trừ tham phải liều cách nào,
phải bố thí việc lòng ít nữ kỳ. Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt như nước như làn mây. Thân ta còn rài đóa mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Ác thứ chính hận sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng. Nỗi lỗi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà toan giữ trước. Tánh sân nổ thường làm bao ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù khoáng dây tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoang giọng sức, mãi bị người hèm khích ghét ganh. Thua hổ người làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ hoang quang tương bao. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trên rừng. Gặp thịt toàn câu xé từng bừng, phân từ mạnh mới là thỏa già. Việc được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuân. Và nhấn nhìn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Ác thứ mười đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thì. Màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận nguy làm chơn. Lo quyền thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Dệt lưới nghi đeo điều phiền ơi phức, bệnh rịnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc mê si phải nương thuyền giác, muốn việc lành chánh trực khôn ngoan. Đừng bà đâu tình bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành dĩ quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất.
Dẫu ai có cười ta khờ khật cùng đừng phiền, sao lãng chân tâm mong tiếng kiều thâu đến tòng lâm cùng thiện tính ba gia hưởng nghi ưng. Muốn Phật giáo từ đây bền mới vững, đừng riêng lo lợi dường một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đào, chớ giả dối mà mang sắc cây áo, mượn bồ đề chuỗi hột lòe người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy luật nào dung thư, tu còn ham chai to đám ơi bự, đặng thế gian dưng cúng bạc tiền. Dối rằng lo tu bổ chùa chiền, mà làm của xài riêng cho thòa. Bảo làm sao dân không sai ngã, nghe lời rù tông mưa nọ phái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Trong ba tánh sầu thành chất cây ngất, mày nghi nan chẳng biết đàn nào. Lòng mến yêu chẳng nề công lao, mượn bút mực đôi lời trần thuyết. Tùy thiện tinh hiểu ta giả thiệt, làm hay không chẳng dám ép này. Nguyện mười phương chư Phật đau lai, đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Đêm thanh hiên nguyệt giữa kề, nhìn xem thế sự não nề tâm can. Tự ta nương chúng Phật đàn, dứt tâm trần cấu chẳng màng vinh quê. Trần hoàng thiện tinh ơi còn mê, thêm lời dục thúc mi gói về đàn tu. Dốc lòng dạch đi ngút cứ mây mù, đặng diệu ba tánh đường tu chen vào. Lời thầy càng tỏ âm hao, để truyền hậu thế vàng thao lọc lừa. Tô cầu thuận gió ơi qua mưa, an hòa nhân vật nghi phước thừa trời ban. Tô cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chư quốc chư bang giao hòa. Tu cầu yên nước lợi nhà, cửa quyền thất tổ diêm la thoát hình.
tô cầu Phật kỳ quá tánh tình, lưỡi mê chẳng buộc nhé ơi mình tiêu dao. Tô cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Tô cầu bệnh tật cơ tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Tô cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đắm ơi ngựa xe, đeo tuồng mộng quyền lập lè sắc hương. Tô cầu trăm mi khó hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tô cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Tô cầu thoát khỏi xích xiềng, giữa kề chân Phật xa miền trần lao. Tô cầu chống hết binh đau, gặp đời bình trị xiết bao vui vầy. Mắt nhìn chư Phật đông dày, thành vàng điển ngọc trò thầy đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước cơ duyên, nghe lời phiến thiện lòng liền phát tâm. Tu cho rõ mối ơi quyền thâm, quy đầu Phật pháp mưa khỏi lâm mưa tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Chi bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thánh kính vì người trên. Hiếu trung lòng chớ vội quên, sống lo trọn đạo thác lên nữ tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lãnh lời vua Mỹ học rài kệ kinh. Trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sớ mình cho trơn. Lòng tai nghe rõ giọng đờn, không mưa dày không phím quán hờn cũng không. Đờn tay rồi lại đờn đông, trách trong ba tánh gặp sông quên nguồn. Phạm trần như chỉ rối cuồng, mà còn say đắm theo tuồng lẳng lơ. Lời lành mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất hần hờ đàn tiên. Hố sâu tình dục cười lại ghiền, ghiền cho đến lúc mi chúng khiên quan tài. Nhắm mắt cùng nắm hai tay,
đâu đem tiền của đêm dài hậu non. Chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm khoáng cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Ngày nay sớm ơi đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dài khốn luân hồi. Thấy đời khó nổi yên ngồi, thêm lời thầy nhắc nghi một hồi thấp cao. Nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Ngôn từ đạo hành ý thầy khuyên, hạnh đức ân cần ráng tập chuyên. Thất tổ cửa quyền nơi chính xuôi, mỉa mai xa lành sáu đường duyên. Vô thượng thầm thâm dị ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên. Cứ gia tình độ tâm duyên màng, suy sức dân từ dốc dài khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Liên tục chương trình băng, xin trân trọng giới thiệu đến bài Khuyến Nông. Bài này Đức Thầy viết tại Sài Gòn tháng 4 năm Ất Dậu năm 1945. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi đồng bào, hỡi đồng bào, thần chết đã tràn vào Trung Bắc. Ngày lại ngày siết chặt giông nòi, lật qua các ơi báo ơi mà coi, thấy con số chết xem mọi kinh nguy. Cũng tại vì Tây Di bài kế phá hoại nền kinh tế nước ta, làm cho điên đảo sơn hà, làm cho điêu đứng con nhà lạc long. Bỗng phút đau cuồng phong mi một trận, quân phù tan khai hân bất kỳ. Còn đâu mưu khéo dài gì,
còn đâu hoàng kế trong kỳ viện binh. Dầu những kẻ vô tình với ai nước cũng tình, hồn mơ ước tự do. Tiếng vang độc mi lập mà reo hò, từ nam chi bắc nung lò khí thiêu. Quyết phen này kết liên một mi khối, đem máu đào tắm gội gian sang. Giờ đây xem lại mùa màng, năm rồi miền Bắc tan hoang còn gì? Chỉ có xứ Nam Kỳ béo bở, cơ hội này bỏ dở sao sống. Cả kiêu điền chủ phu nông, đứng lên đừng để ruộng đồng bỏ quang. Muốn cứu khỏi tai nạn của nước, nó dạ dài là trước đầu tiên. Nam Kỳ đâu phải sống riêng, mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung. Quân đội Nhật cần dùng lương thảo, cũng phải ăn lúa gạo Nam Kỳ. Ta còn ngần ngại nổi chi, mà không cài cấy kịp thì hỡi dân. Điện chủ phải một lần chiều tốn, giúp áo quần giúp giống thêm lên. Muốn cho dân được lòng bền, mua giùm canh cổ là nền khuất trương. Giá mướn phải thường thường dễ ơi thở, xứ ôn mưa hòa niềm nở yêu nhau. Cùng chung mưa một giọt máu đào, phen này hiệp sức nâng cao nước nhà. Kẻ phụ ta cũng là trọng trách, cứu giống nòi quét sạch non sông. Một phen giác cuốc ra đồng, thề rằng ruộng phải được trồng lúa khoai. Mưa nắng ấy đâu này thân xác, chỉ hy sinh dầu thác cũng cam. Miệng sao cho cánh đồng miền Nam, dội vào lúa chinh gặt đam mưa về nhà. Chừng ấy mới hát ca vui vẻ, ai còn khinh là kẻ dân ngu. Không đem được chút mấy công phu, không đem sức lực đền bù nước non. Gửi một tấc lòng son nhắn nhủ, khuyên đồng bào hãy rủ cho đông. Năm ma tai trở lại cánh đồng, cần lao nhẫn nại lạc lòng tổ truyền. Nam Mô A Di Đà Phật.
Tiếp theo đến bài gọi đoàn phụ nữ. Bài này Đức Thầy viết tại Sài Gòn tháng 4 năm Ất Dậu năm 1945. Nam mô A Di Đà Phật. Chị em ơi, Bắc Nam là một, chị em là rường cột giống nòi, vợ sự sanh Nam Việt mà coi, gương trứng triệu còn rối muốn thờ. Chẳng có lẽ xưa hay mà nay giờ, khiếp nhược là cái cớ giống da. Chỉ anh hùng của khách quần thơ, đâu có kém bực tu mi nam tử. Sách thánh huyền truyền lưu mấy chữ, thất phu còn trách nhiệm với non sông. Cả tiếng kêu bàn gai má hồng, đem son phấn điểm tô tổ quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, chương trình đọc sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ hôm nay đến đây tạm dừng. Kính chúc quý liệt vị vui làm, vui học và vui tu. Lễ phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.